Tập 1. Đầu nhà Minh Hồng Võ, thiên hạ chưa định. Chu Nguyên Chương xuất thân từ dân nghèo, khai quốc làm vua, thấu hiểu nỗi đau chinh chiến của người dân. Sau khi đăng cơ, lập ra chính sách nghiêm minh, quyết tâm khai sáng một triều đại thanh chính liêm minh hiếm có nhất trong lịch sử. Ê, uống đi, uống đi, uống đi. Này, có thịt nè. Đi. Lâu quá rồi. Cạn chén. Cạn đi. Ăn đi. Ồ, thịt nướng thơm chưa? Thơm quá. Ăn đi. Con à, nè, ăn đi, ăn thêm đi. Dạ. Ăn đi. Rồi. Nhiều thật mà. Cạn nha. Cạn. Thoải mái đi. Cạn. Lâu lắm rồi không được ăn hay sao? Phải đó. Đây nè. Uống đây. Cạn đi. Uống đây. Ăn đi. Không được tha cho một người nào. Bắt sống hai tên đầu lĩnh Cao Phong và Huynh Cương. Dạ. Lên. Dạ. Không sống rồi. Bạch Phúc. Có Bạch Phúc. Không sống rồi. Dạ mau. Bạch Phúc. Đại ca, phải tính sau đây. Hết cách rồi, liều chết với chúng thôi. Liều chết với chúng. Dạ. Trời vừa mờ sáng, đa số ba tánh vẫn còn đang ngủ. Lại thêm một ngày tảo triều. Trong chư khanh có ai thấy phiền không? Hôm qua trẫm nghe nói trong chư khanh có người làm được một bài thơ nói về tảo triều, hiện đang được lưu truyền. Trẫm cũng đã nghe đọc qua. Trong đó có nói: chưa tới canh tư đã vội vàng, tới cửa ngọ môn vẫn trễ giờ. Ngày nào mới được hưởng điền viên, được ngủ tới trưa mới ăn cơm. Bài thơ này do ai viết vậy? Thần Tiền Tể biết tội. Tiền Tể? Thần vốn vô tình, thần không có ý đó. Trẫm là thiên tử, chưa tới canh tư đã thức giấc lo việc triều chính, nửa đêm vẫn còn phê duyệt tâu chương. Ngài ăn không ngon, đêm không thẳng giấc, bấy nhiêu vẫn thấy mình làm chưa được đầy đủ là vì những gì chứ? Chẳng qua là vì trẫm không quên được sự gian nan vất vả khi lập nghiệp, nỗi thống khổ của ba tánh. Còn khanh thì lại nghĩ triều đại nhà Minh đã được thiên hạ thái bình, được ăn ngon ngủ yên, do đó không nên mỗi ngày triệu tập chư khanh để vào tảo triều, phải không? Thần mỗi ngày tảo triều không ngưng một ngày, chỉ tại mấy ngày hôm nay. Được rồi, khanh không muốn mỗi ngày dậy sớm lại muốn hưởng thu điền viên. Trẫm thấy khanh cũng đã lớn tuổi, thành toàn khanh có thể từ chức về làm dân.
hãy về quê làm ruộng đi. Muốn ngủ tới giờ nào thì cứ ngủ. Bệ hạ, thần xin được ở lại. Câm miệng. Đem bài thơ đó khắc lên cổng Phụng Thiên Môn, để cho người trong thiên hạ đều biết quan lại của Minh Triều phải thức giấc vào canh tư. Còn ai muốn ôm vợ ngủ tới canh năm thì từ bỏ vợ xong hãy vào làm quan. Đứng qua một bên. Tạ ơn bệ hạ. Hỡi tấu bệ hạ, đầu mục gây loạn Phụng Dương, Cao Phong, Quỳnh Cương đêm qua đã được giải về kinh thành. Đưa vào đây. Đưa Quỳnh Cương, Cao Phong. Đi đi. Quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống. Ta không quỳ, ta không quỳ. Quỳ xuống, quỳ, quỳ. Trong hai người ai là Cao Phong? Ta. Sắp chết đến nơi rồi, còn gì để nói nữa không? Ngươi là chủ Nguyên Chương sao? Sao cho bạn nói gì vậy? Vô phép. Ta là chủ Nguyên Chương, là đương kim hoàng đế. Còn ngươi là nhân vật nào? Gần giống như ngươi cũng đều không sống được mới tạo phản. Cũng từng làm hòa thượng khất thực. Chỉ tại không được mai như ngươi thôi. Nói năng ngông cuồng, nghĩ tình đồng hương với nhau tạm bỏ qua. Ngươi cũng là trọng bác quê ở đồng hương sao? Được, ta không phục ngươi. Làm rãng danh người Phụng Dương chúng ta. Nhưng mà lọt vào tay ngươi có mấy người được tha? Đưa ra ngoài trảm. Dạ, dạ. Dạ. Ta cũng đi, ta cũng đi. Này, trẫm có chuyện hỏi người. Buông hắn ra. Có đi học không? Đọc được vài chữ. Những chữ nào? Đủ cho ta dùng. Hắn nói không sống được nữa. Có thật vậy không? Hơn ngàn người tu sửa thành trì bị chết đói, hơn 100 người. Một số lâm bệnh tới chết, còn số cũng hơn 100 người. Không phản thì làm sao? Lao dịch có lương hưởng kia mà. Lương hưởng? Hai tên thiên hộ thông đồng với nhau, lương hưởng của 4 tháng bị bọn này khấu trừ đi phân nữa. Bọn ta ăn hết rồi, phải dùng tiền riêng của mình đem theo để mua thức ăn. Ai không có tiền thì ôm bụng đói để làm việc, ai quá đói thì ăn cỏ, ăn lá cây. Ăn hết tiền thì đành chịu. Tìm thiên hộ đòi lương chẳng những không đưa, còn đánh chết hai đầu mục của bọn ta. Người nói làm sao ta sống được nữa? Tại sao không báo quan? Lúc người tạo phản tại sao không báo quan đi? Tốt cơ. Hoàng Giác Tự còn đó không? Còn. Chú Ngũ Gia ngoài cổng miếu vẫn khỏe chứ? Chết vào mùa xuân rồi. À, cũng bị chết vì đói. Cuộc sống của hương thân phụ lão khó khăn đến vậy sao? Bọn ta không dám làm hương thân với bệ hạ. Bọn ta cách đông hương của người tới 40 dặm đường, không danh dự gì đâu. Chẳng lẽ khó khăn hơn thời kỳ nhà Nguyên thống trị? Hoàng thượng, ông tự đi xem cho biết. Tốt nhất là đừng mặc hoàng bào nữa. Đã hiểu. Thọ giao. Hai thiên hộ khấu trừ lương hưởng của mọi người tên là gì? Lê Hồng Cường, Trương Đạo Quang. Biết rồi.
đưa ra ngoài trảm. Đi, đứng ra. Đi, đi. Vừa rồi các ngươi cũng đã nghe, lập triều cho tới nay trẫm đã nhiều lần hết lòng khuyên can cảnh giới tất cả các ngươi. Kẻ làm quan phải rút ra bài học đã khiến nguyên triều bị bại vong, phải yên phận giữ pháp, cần kiệm liêm chính, không được lạm dụng của công, bóc lột ba tánh. Tại sao cho tới hôm nay dân chúng các nơi vẫn không ngừng gây bạo loạn, thậm chí luôn quê nhà của trẫm cũng xảy ra biến động? Thuyền chạy trên nước có thể bị chìm, trong số các ngươi chẳng lẽ không ai hiểu được đạo lý này hay sao chứ? Chẳng lẽ các ngươi hy vọng được thấy một Chu Nguyên Chương khác, thấy chết thêm nhiều người hay sao? Hàn Trạch, có hạ thần. Chuyện ăn chặn lương hưởng Phụng Dương ngươi biết được bao nhiêu vậy? Hạ thần đã điều tra, lời của Loạn Dân không có căn cứ. Vậy sao? Theo điều tra của hạ thần, dân công xây thành Phụng Dương đích thực có hơn ngàn người, cũng thật sự chết mất một số, nhưng không hề có chuyện tham ô lương hưởng, dân công chết vì đói. Dân công bị chết là do họ không đủ sức chống lại ôn dịch đang hoành hành. Thiên Hộ Lê Hồng Cường, Trương Đạo Quang, hai người trung với chức vụ, hết lòng vì công, ái dân như tử, tuyệt đối không kích dân biến động. Mong bệ hạ minh xét. Theo như người nói, thì tại sao Phụng Dương xảy ra dân biến? Bệ hạ, những nơi xảy ra dân biến đều có dân chúng tụ tập, đều tốt xấu lẫn lộn, trong đó khó tránh có những kẻ mang ý đồ xấu xa. Bọn này thay đổi trắng đen, sách động dân chúng, khiến cho thiên hạ đại loạn. Hai tên Cao Phong, Huỳnh Cương vừa rồi là hạ người đó. Đối với bọn này, nhất định phải tỏ ra cứng rắn, thẳng tay trấn áp, giết để làm gương, giết trừ hậu hoạn. Năm xưa lúc trẫm khởi nghĩa có được xem như hạng người mang ý đồ xấu xa. Vậy Cao Phong vừa rồi được xem như là một Chu Nguyên Chương thứ hai hay không? Hồ Duy Dương nói thử xem. Khởi tấu bệ hạ, theo sự tố giác của Doanh Thiền Công Bộ, Trịnh Sĩ Quyền cho biết, từ khi Công Bộ Tả Thị Lan Hàn Trạch đáo nhiệm đến nay, cấu kết với Công Bộ Lan Trung, Đinh Từ Trung, Ung Kinh Chính, Viên Ngoại Lan, Hồ Thuận Quê, Diệu Năng Ngọc, những người này trước sau mua bán nhân công 2.550 người, lấy được một vạn 3.350 quan ăn chặn tiền ăn của thầy thợ, 3.000 quan bán trộm, 2.800 bó củi lấy được 6.000 quan, còn bán trộm than củi trên 80 vạn cân lấy được 1.600 quan. Tất cả số tiền đó bọn người của Hàn Trạch đều bỏ vào túi riêng của mình. Đêm qua trong vụ điều tra bạo loạn ở Phụng Dương, Hàn Trạch lại còn dung túng cho thuộc hạ làm bậy. Bệ hạ, những con số đó đều là ngụy tạo vu cáo. Trịnh Sĩ Nguyên nhậm chức chưa được 3 tháng, chưa thông thuộc sự việc trong công bộ, đã ngang nhiên ngụy tạo con số vu cáo người khác, ngậm máu phun người. Nhất định phía sau có người sai khiến, âm mưu bất chính. Mong sao bệ hạ minh xét. Ngươi nhậm chức đã trên 1 năm, cảm thấy công vụ mình thế nào? Từ khi hạ thần nhận chức, không quên hoàng ân, tận tụy công vụ, tuân thủ luật pháp, thanh chính liêm minh, mỗi ngày làm sớm về muộn, lo toan mọi thứ, không dám tỏ ra lơ là, việc to việc nhỏ chưa lần nào phạm vào sai lầm. Trong hơn 10 ngày qua, trẫm lệnh ngươi thanh lý điển tịch nguyên triều trong cung, ngươi cũng không nghĩ tới việc khác sao? Hạ thần không dám suy nghĩ chuyện khác. Người đâu, đưa đến Từ Trung, Hồ Thượng Quê, Ung Kinh Chính, Diệu Năng Ngọc, 4 người vào đại điện. Đưa nhân phạm. Các người không được đặt chữ khai bẫy. Bổn hoàng đối xử không tệ bạc với các người. Hàng đại nhân,
ông không tệ bạc với chúng tôi, nhưng ông thường nói sẽ không xảy ra chuyện mà. Hồ đại nhân, ông giới thiệu Trịnh Sĩ Nguyên cho bổn quan là có mục đích khác phải không? Nếu như ông là một người khai thẳng, cho dù có mục đích cũng không làm gì ông được. Hãy bấm bệ hạ, Hàn Trạch đã sai khiến tội thần bán thầy buôn thợ để hắn tham ô công quỹ, tổng cộng bán được 2.550 người, lấy được 1.3350 quan. Tội thần được chia 5.000 quan, tội không thể tha, xin bệ hạ nghiêm trị để làm gương. Hàn Trạch bắt tội thần ăn chặn tiền ăn của thầy thợ, tổng cộng chẳng được 3.000 quan, tiền ăn chặn phải chia cho Hàn Trạch. Tội thần chỉ tham ô được 1.500 quan, tiền đó nay đã trả lại rồi, xin bệ hạ tha cho tội chết. Tội thần bán trộm kho củi để mưu lợi riêng là do Hàn Trạch sai bảo, chỉ được 3.000 quan nhất thời hồ đồ, chết không quan tàn. Xin bệ hạ xót thương cho người nhà của tội thần, ta cho họ một con đường sống. Tội thần đã hồ đồ, nhất thời mù quáng. Tội thần cai quản than củi, như Hàn Trạch đối với thần, triều đình không kiểm tra con số than củi, ban trợ một ít lấy tiền ra để chi dụng. Thần kêu làm thì thần làm, trước sau ban trộm số than củi là hơn 80 vạn cân, lấy được 1.6000 quan, Hàn Trạch lấy đi 1 vạn, số còn lại thì đưa cho thần. Tội thần trên còn mẹ già dưới có con thơ, cả nhà 13 nhân khẩu đều sống nhờ tội thần, xin bệ hạ ban ơn cho tội thần con đường sống. Cười đâu, đưa Đinh Từ Trung, Ung Kinh Chính, Hồ Thượng Quê, 3 người này ra xử lăng trì, tru di tăng. Đưa Diệu Năng Ngọc xử moi gan ruột, tru di tam tộc. Dạ, dạ. Bệ hạ, ta bạn, biết tội rồi, bệ hạ, ta bạn. Hàn Trạch, ngươi còn gì để nói nữa? Bệ hạ, không thể nghe lời nói phiên diện của bọn họ. Hàn Trạch, đừng cầu xin nữa. Nhà của ngươi bị niêm phong tan vật đầy đủ, luôn người thân của ngươi cũng đã nhận tội, ngươi còn gì đến ngụy biện nữa chứ. Hàn Trạch, trâm không bạc đãi ngươi. Là một thanh quan sống quá cơ cực, tội thần chính tam phẩm hưởng bổng 10 thạch, muốn có ruộng vườn tài sản suốt đời cũng đừng mong. Bệ hạ, người có nghĩ tới bọn thần tử của mình hay không? Trẫm đã nghĩ các ngươi làm quan thì nhất định sẽ phát tài sao? Trẫm cho các ngươi biết, trẫm đã suy tính cho các ngươi, dời quốc lực của hôm nay có thể cho được các ngươi cùng lắm cũng chỉ 3-40 mẫu ruộng, hưởng lợi điền chủ cao nhất là 50 mẫu. Muốn được nhiều hơn thì không được nữa, quốc lực có hạn, cho nên các ngươi phải tự cân bằng cuộc sống của mình, không được lãng phí, thà dư một chút vẫn hơn là không đủ. Từ khai quốc đến nay, lần đầu tiên trẫm nói với các ngươi hay sao? Bệ hạ, từ xưa đến nay ngàn dặm làm quan ai cũng muốn được phát tài, xin hỏi tất cả những người trong này có mấy ai được trong sạch hay không? Người yên tâm, trẫm sẽ gặp một tên giết một tên, trẫm phải giết sạch quan tham trong thiên hạ. Ngươi không phải người đầu tiên, cũng không phải tên cuối cùng. Người đâu? Đã. Đưa Hàn Trạch xử hình phạt lột da tru di tam tộc,
Đó. Đó. Đi. 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 Bệ hạ. Bệ hạ. Trẫm xuất thân ao dại, trong các ngươi không ai biết thế nào là nông dân hơn trẫm. Trong các tầng lớp, sĩ quý nhất, nông cực nhất, thế nào là nông dân? Mùa xuân gà gáy đã thức, dài mang theo cài tay dắt con trâu ra đồng làm ruộng, khó khăn lắm mới trồng được lúa, vừa cày sâu vừa nhổ cỏ, dưới ánh nắng mặt trời không dám nghỉ tay. Cho tới mùa thu có được một chút thu hoạch, ngoài phần sâu thuế còn lại được bao nhiêu? Khi gặp thiên tai đại họa thì cả nhà lớn nhỏ đều lo sợ sẽ bị chết đói. Vậy mà quan lại xưa nay không ai nghĩ tới nỗi khổ của người nông dân, chỉ biết bóc lột lấy của, không chút nhân tình. Lúc trẫm còn trong dân gian, căm hận nhất là bọn quan tham. Các ngươi hoàn toàn không biết nông dân phải chịu đựng đói rét cực khổ như thế nào đâu. Thế nào là không được sống yên ổn? Các ngươi cũng không hề biết khi họ qua đói thì họ sẽ làm những chuyện gì. 1000 dân công bạo động hoàn toàn là do bọn quan tham hại dân hại nước, xem thường dương pháp, khiến người dân không thể sống yên. Dân không sống được thì nhất định sẽ vong quốc, quốc gia suy vong. Đối với các người có lợi lộc gì? Truyền Trịnh Sĩ Nguyên. Truyền Trịnh Sĩ Nguyên thăng điện. Hạ thần Trịnh Sĩ Nguyên cung thỉnh bệ hạ thánh an. Sao ngươi lại ăn mặc như vậy? Hạ thần cảm thấy bệ hạ triệu kiến hạ thần vào điện, nhất định hạ thần có tội, nên phải mặc tội y vào đây thỉnh tội. Ngươi cảm thấy ngươi có tội gì? Hạ thần tố giác bọn người của Hàn đại nhân bổn bộ tham ô công quỹ, ăn chặn lương hưởng. Thần tưởng cáo trạng của mình đã bị bác bỏ. Hàn Trạch là chính tam phẩm mệnh quan triều đình bên ngai vàng của trẫm, dựa vào một quan cửu phẩm nhỏ nhỏ của người có thể kiện cao được hắn hay sao? Hạ thần đang nghĩ như vậy. Cho dù đã kiện được hắn cũng không thể tới mau như vậy được. Nếu không kiện được thì sao? Hạ thần sẽ tiếp tục kiện cáo hắn. Kiện tới sự hắn mới thôi à? Dạ. Vậy ngươi cảm thấy trẫm phải biểu dương như thế nào đây? Hạ thần không dám, nhưng hạ thần cho rằng trong năm đại hạn, bệ hạ nhất định phải đặt nặng xử phạt tham quan. Hãy nói tiếp đi. Trừng trị một lương trưởng có thể cứu sống 53 mạng người, nhưng mà trừng trị một quan tham có thể cứu được hàng trăm hàng ngàn bá tánh đang đói khổ. Người nói rất đúng. Trẫm ban thưởng Trịnh Sĩ Nguyên 2000 quan để làm khích lệ. Tạ long ân bệ hạ, nhưng hạ thần hổ thẹn không nhận. Trẫm quyết định khâm mạng người làm giám sát ngự sự chính thất phẩm. Tạ long ân bệ hạ. Bình thân. Tạ bệ hạ. Tào triều hôm nay ba quan đều có mặt tại đây. Trẫm hỏi các ngươi, trong số các ngươi có ai cảm thấy làm quan không còn ý nghĩa nào nữa, tha được nhàn rỗi trong nhà? Nếu như có, bây giờ có thể đứng ra, trẫm tuyệt đối không trách tội người đó, nhất định phát đủ lương bổng cho hắn về nhà. Không một ai sao? Vậy nghĩa là các ngươi đều chịu ở lại để làm thanh quan, đúng không?
Hạ thần đồng ý. Từ nay, phàm những ai là tham quan, bất luận nặng nhẹ, đều nhất định xử tử hình, tuyệt không dung tha. Trẫm muốn xem thử trên đời này có bao nhiêu người muốn đem mình ra làm gương trước. Hạ thần ghi nhớ. An nguy cha, trên đường đi phải cẩn thận. Được, hòa thượng bận nhiều việc, cha sẽ trở về ngay. Cha. Ừ. Nếu như hòa thượng hỏi con thì nói con vẫn bình thường. Phải chờ con dạy sao? Tiểu tử này. Dạ, lão gia, ông thông thả. Trên đường đi phải chăm sóc cho lão gia. Đại nhân yên tâm đi, mọi việc để tôi lo liệu. Được. Đi. Để bên này. Lùi ra đi. Tiểu Nhi, đây là chỗ ngồi của con, qua ngồi đi. Dạ. Bắt đầu từ hôm nay, con phải cùng với trẫm ở trong này phê duyệt tâu chương. Dạ. Buổi chiều sáng nay cảm thấy thế nào? Sáng nay Nhi thần nhìn thấy phụ dương dùng nghị lực kinh hồn để phá vụ án tham ô, khiến Nhi thần vô cùng khâm phục. Nhưng mà hôm nay Nhi thần cũng thấy được quá nhiều quan tham như vậy, khiến con cũng rất lo sợ. Tham lam là bản tính của con người, có quan thì có tham. Hiếm thấy có một thanh quan giống như Trịnh Sĩ Nguyên. Trí vì thiên hạ thực sự rất cần những thanh quan như Trịnh Sĩ Nguyên. Nhưng muốn kết thân với thanh quan không phải là chuyện dễ, đôi khi còn khó hơn là kết thân với bọn quan tham. Chỉ một chút bất cẩn thì trở thành bị động. Thanh quan có thể chết để giữ danh tiết, nhưng mà kẻ làm vua thì không thể đơn giản như vậy. Đã nói làm thần khó, thật ra làm vua càng khó. Từ từ con sẽ thấu hiểu. Cái sanh này kẹo hồ lâu. Nghe nói gần đây bệ hạ sai một số giám sát ngự sử đi khắp nước để âm thầm điều tra, bắt được ai thì người đó sẽ mất mạng. Lụa thượng hạng đây. Chu đại nhân lo xa rồi. Bệ hạ sai thế nào cũng không sai họ tới định viện này đâu. Cho dù họ có tới, chúng ta cũng không sợ. Lão thái gia với hoàng thượng có quan hệ thế nào chứ? Hoàng thượng đích thân mời lão thái gia về kinh chúc thọ. Trên đời có mấy ai được đãi ngộ như vậy? Nói câu khó nghe thì bây giờ chúng ta, những lão thái gia còn sống trên đời, lấy được bao nhiêu thì cứ lấy, không cần nghĩ xa làm gì. Vậy được rồi, chuyện lão gia tới hoàng cung để mừng thọ phải cho tất cả người trong huyện biết. Dạ. Muội rất thích tấm này. Vậy cho tấm này đi. Nương tử dùng tấm vải này để may y phục nhất định sẽ được xinh đẹp hơn. Kéo hồ lôi. Kéo hồ lôi. Hàng mới đi. Đội thượng hạng nè cô ơi. Cô gái đi chung với Trương Nghi là ai vậy? Cô gái đó là vợ mới cưới của Trương Nghi. Chú đại nhân, cô đẹp lắm không? Xinh đẹp lắm. Tiểu tử này có diễm phúc thiệt đó. Đi đi. Không cần đâu. Dạ. Tiểu nhân cảm thấy Trương Nghi sắp được thăng quan rồi. Vậy sao? Mua đi, mua đi.
Sĩ Nguyên, Sĩ Nguyên, mau dùng cơm đi. Ừ. Đây. Được. Sĩ Nguyên, ông sao rồi? Không có gì. Lẽ ra tôi không nên hỏi những chuyện của ông, nhưng mà từ khi ông được làm giám sát ngự sử tới nay, người vợ này lúc nào cũng lo lắng cho ông. Là vợ chồng đã nhiều năm, tôi có thể nhận ra được ông đang gặp chuyện gì rồi. Ông đừng giấu tôi làm gì nữa, cho tôi biết đó là chuyện gì hay không. Đúng là đang có một chuyện. Đó là chuyện gì? Ông nói ra, biết đâu tôi có thể chia sẻ cùng ông. Có người nặc danh tố giác tri huyện định diễn Chu Hàn có nhiều hành vi xem thường luật pháp. Tình hình rất nghiêm trọng, dân chúng địa phương rất căm phẫn. Chu Hàn? Đúng. Nhưng người này không phải một kẻ tầm thường. Hắn là ai? Hắn là một đứa cháu trong tộc của bệ hạ. Cha của hắn từng có ơn với bệ hạ, quan hệ rất tốt. Chẳng lẽ ông muốn dấn thân vào nguy hiểm sao? Bản thân là giám sát ngự sử, tôi nhất định phải điều tra cặn kẽ chuyện này. Đây cũng là trách nhiệm tôi phải làm. Nhưng hắn là hoàng thân đó. Đúng vậy. Có ai trong nhà không? Bệ hạ. Trình Ái Khanh. Bệ hạ, hạ thần không biết bệ hạ giá đáo, không kịp nghênh đón, xin bệ hạ thứ tội. Bình thân. Tạ bệ hạ. Trẫm đi xem thử. Lâu nay trẫm nghe nói các khanh sống rất thanh đạm đơn giản, xem ra đúng là sự thật. Nhưng không phải trẫm có ban thưởng ngân lượng cho khanh hay sao? Ngân lượng bệ hạ ban thưởng, hạ thần đã niêm phong thật kín, không dám dùng một phân một hào. Tại sao? Bệ hạ thưởng ngân lượng mục đích là không muốn hạ thần đón nhận hối lộ của người khác, giữ danh tiết trong sạch. Đây là sự ban thưởng tốt nhất bệ hạ ban cho. Được nhận như vậy, hạ thần dùng suốt đời cũng không hết, không cần tới những thứ khác. Trẫm cũng rất hy vọng mọi người đều được an bần lạc đạo, cần kiệm liêm chính, nhất là các quan viên đang làm giám sát. Nhưng mà cũng không nên quá khắc khổ. Hạ thần cảm thấy mỗi người một ý. Hạ thần đã chọn sự thanh liêm. Khổ thì sẽ khổ, nghèo thì cũng nghèo, nhưng mỗi đêm đi ngủ trong lòng thanh thản. Hôm nay trẫm tới nhà, vợ chồng khanh thấy bất ngờ lắm không? Cũng không bất ngờ lắm. Hả? Đây là sự tin cậy lớn nhất mà bệ hạ dành cho hạ thần. Hạ thần thật sự hy vọng bệ hạ có thể cải trang đi tìm hiểu dân tình một chuyến. Như vậy có thể bệ hạ sẽ nghe được, thấy được thật nhiều những thứ khác. Bởi vì có người đang sợ như vậy. Được. Nếu đã như vậy, hôm nay trẫm sẽ đi xem xét một chuyến. Ngươi đồng ý đi xem xét chung với trẫm hay không? Hạ thần rất vui đồng ý. Hey, mua đi, mua đi, mua đi, mua đi. Dạ, xin mời. Dạ, xin mời. Mua đi. Dạ. Mời khách quan. Khách quan xem đi. Mua đi, mua đi. Dạ, khách quan. Đúng là khu vực này không? Nghe nói đúng là khu này. Có người thường xuyên nhìn thấy. Nhưng mà từ khi bệ hạ xử tử bọn người Hàn Trạch tới nay, ảnh hưởng to lớn, cho nên bây giờ không nhất định vẫn còn. Đôi khi phải những người khách thương giàu có mới được lên thuyền gặp nhau. Không sao, ý của trẫm là tới dân gian để xem xét. Trong dân gian cũng để được gặp nhân tài. Sau khi được làm hoàng đế, trẫm mới biết mặc long bào rồi thì không sao nghe được những lời nói thật. À, khách quan mời dùng trà. Được. Dạ, mời dùng. Được. Vào đó thử.
Nhìn bộ dáng tiên sinh là một người ăn học. Đúng vậy. Chúng tôi có thể ngồi chung không? Mời ngồi. Đa tạ, ngồi đi. Gì vậy, mời dùng trà. Xin hỏi tiên sinh cao danh quý tánh mưu sinh ngành nào? À, tiểu sinh họ Hàn, tên Nghi Kha, dạy học ở Hy Hà Sơn. Quê nhà ở đâu vậy? Trung Khánh. Trung Khánh là chỗ tốt. Bạn thân tôi chỉ học vài năm trong tư thục, muốn thỉnh giáo tiên sinh. À, xin chỉ giáo. Làm câu đối liền. Ra đây. Phú Trùng Khánh, Thiên Lý Di Trùng, Trùng Sơn Trùng Thủy Trùng Khánh Phủ. Nhất Nhân Di Đại, Đại Bang Đại Quốc Đại Minh Quân. Được, rất hay rất hay. Nhưng mà đương kim hoàng đế cũng xem là minh quân được sao? Lẽ ra vẫn có thể được. Thế nào gọi là vẫn có thể? Khai quốc hoàng đế cần kiệm hơn người, xuất thân nông dân, biết nỗi thống khổ của người dân. Nghe nói ông rất tiết kiệm, không hề dung túng cho bọn tham quan ô lại, đương nhiên là một người hiểu biết rồi. Theo ý của tiên sinh, chỉ có khai quốc hoàng đế mới làm được những điều vậy sao? Khai quốc hoàng đế phải đánh mới có được. Biết thế sự là gian khổ, cũng biết được chiếc ngai vàng của mình phải làm thế nào mới được yên ổn. Vậy tiên sinh cũng là người hiểu biết, xem như tư duy cũng rất nhạy bén. Quá khen rồi. Trong lời ăn cách nói của tiên sinh đủ biết trong lòng mang nhiều hoài bão. Tại sao không làm một chút việc gì cho đời? Đang muốn tới kinh thành xin một chức nhỏ. Theo tôi được biết thì hiện giờ kinh thành không còn chức nào có ăn, chỉ toàn là chức vụ thanh quan. Làm sao ông biết được? Hôm qua tôi tranh một chức vụ có ăn với một người nhưng không được, chỉ còn lại thanh quan thôi. Vậy là quá thích hợp với tôi rồi. Nói vậy là sao? Mỗi người một ý mà. Cũng phải. Tiên sinh đã học được mấy năm rồi? Hơn 10 năm rồi. Không phải vậy, không phải vậy. À, có một bản dân ca nói là 10 năm rèn sách khổ, làm quan lấy lại vốn. Một tuổi một nhà vàng, bá tánh khóc hết lệ. Đúng, 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 đúng. Cũng không phải là không có lý. Xem mọi người ra làm quan, nếu như không lấy lại vốn thì bị lỗ nặng rồi. Xem ra các hạ là một thương nhân rồi. Hàn tiên sinh à, tại hạ nghe nói trong vùng này thường xuất hiện một chiếc thuyền qua, có thật hay không? Đó là một cảnh trên hồ mà. Vậy là sao? Là nơi an toàn cho việc ăn chơi đàn điếm. Những ai được lên thuyền để ăn chơi đàn điếm? Đương nhiên là quan viên. Khi nào bị phát hiện thì đưa thuyền đi nơi khác, tùy tiện cập vào một bờ nào đó, sơ tán hết người trên thuyền. Làm như vậy an toàn hơn ở phủ đệ đại diện. Hôm nay thuyền qua có tới đây không? Hình như là chiếc đang chuẩn bị cập vào bờ. Sẽ cập vào bờ này. Khi chạy khi dừng, vô cùng nhàn rỗi. Những quan viên trên thuyền đa số từ nơi khác tới kinh thành làm việc. Yến tiệc trên thuyền đương nhiên khoản đãi quan viên kinh thành. Họ ở trên thuyền chờ đợi đã hơn một đêm. À, có thể cũng có một số thương nhân bàn chuyện mua bán ngay trên thuyền. Bao một thuyền qua ít nhất phải mất 300 quan. Một vị quan ngũ phẩm lương tháng chỉ được 20 quan. Lão Ba Tanh có ai biết chuyện này không? Càng ngày càng nhiều người biết.
ai chặn được lời nói của lão bá tánh chứ? Hơn nữa, càng đồn càng xa, nhưng mà không thấy quan viên nào lên thuyền để xem. Gần kinh thành như vậy tại sao không ai tố giác? Tất nhiên có người tố giác, nhưng mà thư tố giác lúc nào cũng lọt vào tay của bọn họ, còn ai dám tố giác nữa không?